Tử vi tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, năm 2021, Tân Sửu, New Mark, chính quan các thần hỗ trợ, sự nghiệp bùng cháy, tài lộc dồi dào. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vào dịp cuối năm cũ hay đầu năm mới, chắc hẳn ai cũng tò mò muốn biết vận thế của mình năm 2021 như thế nào, tốt xấu ra sao. Cũng giống như mọi người, bước sang năm 2021 Tân Sửu, những người tuổi Giáp Dần, New Mark chắc hẳn cũng đang mong muốn tìm kiếm cho mình một giải pháp để sang năm mới có nhiều thuận lợi, gia đình hòa thuận, tài lộc vượng tiến, sức khỏe dồi dào. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi về tử vi tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 New Mark, năm 2021 Tân Sửu để biết được toàn bộ cát hung của mình trong năm. Kèm theo đó là những giải pháp giúp cho người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nữ mạng luôn cảm thấy khỏe mạnh, hạnh phúc và viên mãn. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Xem tử vi năm 2021 tuổi Giáp Dần nữ mạng, quý bạn sẽ nắm bắt được sự tốt xấu của mình về các phương diện, tài chính, công danh, gia đạo và sức khỏe. Qua đó, quý bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất để có được may mắn, hành thông cho năm Tân Sửu. Đặc biệt, trước khi bước sang năm mới, dân gia ta vẫn thường làm lễ nghênh thái tuế ở ngoài sân trong lễ cúng giao thừa. Người nào biết mà nghênh thì sẽ được lộc trời cho, người không biết chẳng may bị phạm vào thì tai họa ập xuống liên miên. Đón các thần để được nhờ sự che chở cũng là một cách hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng. Để có được một năm mới an lành, may mắn, quý vị sinh năm 1974 Giáp Dần nên luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài thái tuế. Lệnh phù gồm có hai mặt bằng đồng, mang theo kim bài thái tuế bên mình để tỏ lòng thành kính với quan hành thiện của năm. Nhờ sự tương trợ của ngài mà cả năm được may mắn, bình an. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Giáp Dần trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021 là năm Tân Sửu, người tuổi Giáp Dần bước vào tuổi 48, gặp thái tuế tạo nên bố cục ám hợp. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 xuất hiện cục diện ám hợp với thái tuế, thiên can thái tuế sinh chính quan. Nhìn chung, vận mệnh năm nay không có sóng gió lớn, không vấp phải hạn tam tai, vận mệnh năm nay khá ổn, không có sóng gió. Năm 2021 là năm tốt đối với nữ tuổi Giáp Dần. Nữ tuổi Dần năm nay tuy không còn trẻ nhưng lại có thể mở ra một đỉnh cao không nhỏ trong sự nghiệp, khiến mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ. Tài vận năm nay cũng rất vượng, nghề chính và nghề tay trái luôn có được thu nhập cao, khiến tình hình kinh tế của nữ tuổi Dần khá hơn. Về tình cảm, năm nay mối quan hệ với nửa kia ổn định, sự quan tâm chăm sóc của nửa kia sẽ khiến nữ tuổi Dần cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Bạn cũng đừng quá lo lắng về sức khỏe, dù đã bước vào thời kỳ mãn kinh nhưng hãy thường xuyên chú ý dưỡng sức cho mình thì vẫn có thể trẻ mãi không già. Để có một năm phát triển hơn, thầy Gia Cát khuyên tuổi Giáp Dần hãy đeo vòng bát bảo tâm kinh hàng ngày. Bát bảo tâm kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật, sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh và kẻ tiểu nhân luôn rình rập hãm hại. Đồng thời, bạn tăng phúc, cải mệnh, tăng may mắn, chiêu tài lộc, chiêu mời quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ bạn biến con đường sự nghiệp trở nên thuận lợi, hành thông và thành công hơn. Sở dĩ vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú Umani Padme Hum, mặt sau là bộ chú Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên với sức sống mãnh liệt và thuần khiết.
Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư dả và luôn bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ lá số tử vi năm 2021 tuổi Giáp Dần Nữ Mạng sẽ dựa vào sao hạn và các sao chiếu theo năm. Qua đó, có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính: tài lộc, tài chính, công danh, công việc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Từ đó, quý bạn có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình. Về mặt sự nghiệp, tử vi tuổi Giáp Dần năm 2021 nữ mạng chiêm tinh năm nay, tuổi của bạn tương xung với sao Thái Tuế tại sự nghiệp. Việc hợp tác làm ăn có lợi hơn, tuy nhiên sẽ bị lãnh đạo và sếp kìm hãm, thúc giục, sẽ mang lại cho bản thân áp lực, công việc nhìn chung khá khó khăn. Nhiều người sẽ suy giảm khả năng lao động vào giai đoạn này, nhưng điều này không tồn tại ở phụ nữ tuổi Dần. Nữ tuổi Dần năm nay sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp, sẽ được cân nhắc lên vị trí lãnh đạo và có không gian phát triển rộng rãi hơn. Phụ nữ tuổi Dần làm việc gì cũng rất năng nổ, hiệu quả và có phong cách lãnh đạo. Sự hỗ trợ từ công ty trong năm nay đủ để các cô gái tuổi Dần có thể kinh doanh nhiều mặt theo ý mình. Bạn tạo ra một đỉnh cao sự nghiệp ở độ tuổi có vẻ như đã già. Điều này gây ấn tượng với những người xung quanh. Để giúp công việc được hành thông, thuận lợi và phát triển hơn, thầy Gia Cát khuyên con giáp nữ tuổi Giáp Dần hãy sử dụng pháp bảo Bát Bảo Tâm Kinh. Phẩm sẽ giúp bạn hóa giải những xung khắc giữa các con giáp và các mâu thuẫn trong công việc. Từ đó, công việc của bạn có thể phát triển hơn nữa. Đồng thời, phẩm sẽ tăng may mắn, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho nữ tuổi Giáp Dần trong năm 2021. Về mặt tài lộc, so với năm trước, tử vi năm 2021 tuổi Giáp Dần có khởi sắc hơn về phương diện tài lộc. Năm nay, so với tháng trước nên thu nhập sẽ tăng gấp đôi, có thêm khoản thu nhập từ hoa hồng và tiền thưởng. Ngoài ra, việc nữ tuổi Dần giỏi nhất là đầu tư. Khi có một số tiền tiết kiệm nhất định, bạn luôn nghĩ đến việc làm cho số tiền còn lại có giá trị hơn. Bước sang năm 2021, công việc kinh doanh sẽ mang lại rất nhiều thu nhập, thậm chí còn hơn cả công việc chính. Cho nên, năm nay nữ mệnh tuổi Giáp Dần sẽ có một khoản tiền khá rủng rỉnh và an toàn. Có thể thấy được trong năm 2021, nữ tuổi Giáp Dần sẽ có nhiều cơ hội và dự án phát triển, có thể trở nên giàu sang, phú quý, nhưng trong mọi việc đều cần đến sự may mắn để mọi việc có thể thuận lợi và hanh thông. Chính vì vậy, bạn hãy đeo thêm vòng Bát Bảo Tâm Kinh hàng ngày để tăng phúc, cải mệnh, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho mệnh chủ. Đồng thời sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ bản mệnh trong quá trình phát triển dự án và kế hoạch trong năm 2021. 3. Về mặt tình duyên, nữ tuổi Giáp Dần sẽ gặp phải người khác phái điềm đạm, thực dụng, chiếm hữu và tài giỏi, sẽ gây ra những mối quan hệ ngầm hoặc những chuyện cá nhân khó lường khác. Nữ tuổi Giáp Dần cũng là người thắng cuộc đường tình duyên, dù ở tuổi này nhưng chồng vẫn rất yêu thương, thường tự tay chuẩn bị những bữa ăn và những món quà nhân ngày kỷ niệm đôi lứa, khiến nữ tuổi Dần luôn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Một số phụ nữ độc thân cũng sẽ có những mối quan hệ mới trong năm nay làm hài lòng họ. Năm nay cũng rất thích hợp cho những người phụ nữ tuổi Dần khao khát tình yêu. Bạn có thể mạnh dạn mở lòng, đón nhận một mối quan hệ muộn màng và thêm chút màu sắc cho cuộc sống của mình. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Mong rằng năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Đồng thời, vòng tay còn giúp xua tan mâu thuẫn trong nhà, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Giáp Dần nữ mạng cho thấy Thái Tuế khiến cho sức khỏe của Giáp Dần bị ảnh hưởng. Năm 2021 có thể sẽ khiến bạn có những cảm xúc tiêu cực, sức khỏe thể chất giảm sút do làm việc vất vả. Trong năm 2021, nữ tuổi Dần rất coi trọng cuộc sống lành mạnh. Họ rất đặc biệt về chế độ ăn uống và sinh hoạt. Lúc rảnh rỗi thường rủ 3-5 người bạn đi du lịch, làm đẹp. Bạn thường đến bệnh viện kiểm tra vì một số vấn đề nhỏ. Do đó, mức độ sức khỏe trong năm nay vẫn tốt và có thể duy trì trạng thái ổn định. Ngoài ra, bản mệnh hay sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất với năng lực tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ,
thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ sao hạn của tuổi Giáp Dần, nữ mạng trong năm 2021 để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tiếp chương trình ngày hôm nay. 1. Vận hạn năm 2021 của tuổi Giáp Dần. Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe. Người gặp hạn tam kheo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì sẽ dẫn đến những chấn thương do xô xát. Ngoài ra, người gặp hạn tam kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân, xương khớp. Những người có hạn tam kheo trong năm cần chú ý thường bị đau mắt và tay chân. Những người gặp hạn tam kheo có thể bị các bệnh suy giảm thị lực, đau mắt, cận thị. Một số người khác có thể mắc các bệnh liên quan đến xương khớp, tay chân hoặc bị té ngã dẫn đến tay chân bị thương tích. Đặc biệt, không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này, cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc. Nếu không, rất có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống cho bạn. Chính vì vậy, trong năm, bản mệnh nên tu dưỡng bản thân, trao dồi phẩm chất đạo đức, làm nhiều việc lương thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người khác thường mang lại may mắn cả về sức khỏe lẫn công việc. Ngoài ra, nữ tuổi 1974 nên giữ gìn vệ sinh, bảo vệ thị lực, nên tăng cường vitamin A trong thực phẩm, hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh, khói bụi, ô nhiễm, giữ vệ sinh nguồn nước cũng rất quan trọng. Như bạn làm công việc liên quan đến cơ khí, hàn gắn thì cần trang bị bảo hộ đầy đủ, kỹ càng. Khi làm việc với máy tính, điện thoại với cường độ lớn thì cần nghỉ ngơi phù hợp. Đối với các vấn đề thị phi, miệng tiếng, châm biếm, đả kích, phê bình thì các bạn không nên chấp vặt, thù dai, để bụng để tinh thần chất chứa những điều không vui. Sao chiếu mệnh năm 2021. Theo thầy Gia Cát thì năm 2021 sắp tới, tuổi Giáp Dần nữ mạng có sao Mộc Đức là một phước tinh thuộc hành Mộc trong hệ thống cửu diệu niên hạn chiếu mệnh. Dù nam hay nữ mà được sao này chiếu mạng đều gặp may mắn, đề phòng thương tật ở mắt, gia trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại. Thuận lợi là thế nhưng khi có sao Mộc Đức chiếu mệnh không nên quá tự phụ, kiêu ngạo, hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước. Gặp phải chuyện khó gì thì bình tĩnh tìm cách giải quyết. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Giáp Dần năm 1974 nữ mạng. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.